hôm nay nha đi diện thì nha muốn nha lồng lồn hơn chị Như với Minh Tuyết. Lồng lồn này lồng lồn mà không bắt bẹt nhưng mà khi nha mất thì em người Quảng Trị như chị em nói cái chữ lồng lồn như được không chị? Thì mọi người biết không nha, vô đây nha tỉnh chặt chém chị Như và Minh Tuyết, nhưng mà biết chứ vô thì phát hiện ra chị Như vẫn đẹp hơn mình. Và anh Mạnh Quỳnh ơi, nghe đồn anh thích ăn vú em không? Đó. Em lộn, vú sữa. Anh mới nói lúc nãy đó, anh nói lại đi. Vú em đâu đó? Em hỏi là ngày mai anh còn đây không? Cho nên nói ngày mai anh bay New Orleans rồi. Thì em nói tưởng anh còn đây thì em đem vú sữa vô cho anh ăn. Vú em thì không có sữa, vú thiệt nha. Nhưng mà vú sữa em thì em có. Đó. Đây công chúa Mai Thiên Dân, trời ơi cái gì mà đỏ giống như một cái bao lì xì vậy. Trời ơi bài lên thang đó luôn, hả? Đây rồi. Chị Như thì một hai là em ơi em có sầu riêng không mày quá em thủ sẵn liền em. Bây giờ mọi người đừng cười nha, Như đang chờ đi hát mà không gì như nuôn sầu riêng tại vì coi bả quá nhiều cái livestream không chị, được ăn cái sầu riêng bực. Chị ăn sầu riêng không? Hột xoàn của Quang Lê tặng chị coi rồi phải không? Nghe coi làm tay quá. Mới coi cái lần trước mà Quang Lê tặng mà cái hắt dễ hột xoàn nó bự cái muối sầu riêng. Trời ơi cái hột này chọi cái bể đầu chết liền á chị. Coi cho mượn ra hồi diễn. Dạ lát nữa chị đem diễn đây. Đây. Được chứ nó chỉ thèm sầu riêng nha. Bữa giờ phải đặt quá. Vừa rồi ở Việt Nam ăn sầu riêng mà sầu riêng mà mã lai gì đó mà nó bị nuốt chân không á. Trời ơi ở nhà đang xin lỗi thì nói gì nữa chị, mất ăn có mấy muối là 4 muối, bốn muối 7 ngàn. Bây giờ chị ăn thử sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đi, chị chơi với nó đi, không nhận linh cảm nha nha, mà nó thích luôn. Em đi em nói cho trời, không biết mình mang sầu riêng vô biết có ai ăn không, không kỳ lắm. Anh Mạnh Quỳnh, anh đợi chút xíu đi, cái vú của em đang chưa có cái dao để mổ. Anh ăn này trước đi anh. Ê, ngon quá nha. Ngon không? Vú sữa. Đây đó vú sữa đó anh. Nhưng mà hãy đợi em lấy con dao ra đã. Con dao trời ngon quá. Ngon không? Rồi. Ủa anh không thích ăn sao cái mặt anh kỳ vậy? Thèm mà sợi ăn nó bị nổ mụn. Nổ lớn mà mến mụn gì nữa. Ăn có muỗi không muỗi. À, con ra ngoài con xin nhìn cho cô con dao nhỏ với lại cái mấy cái mũ Google đi con. Mấy năm rồi cũng không ăn muối sữa. Sầu riêng cũng chưa một lần ăn một muối sầu riêng. Bởi ăn vô nó lắm mặt mũi nổi nổi đầy. Phải nhìn giờ này mới hương. À, phải ngày không có nổi. Em ăn cái năm nay chưa nổi gì trơn luôn á. Tôi ngọt quá à. Ngọt. Em chỉ có mọc mụn mọc à. Chị Như mới hát bài con gái thắng sầu riêng đó. Ừ. Ủa chị hát ở đâu vậy? Trong live show chị hả? Chị hả? Chị em lấy cái lại bài đó trên cái clip đó. Cảm ơn rồi em hát. Con ăn đi con. Ăn đi con. Trời đang ngập kẹo tiếng rồi. Quên Mai Thiên Dân bữa giờ ăn thùng mấy rồi đó. Ăn mà nổi dạng luôn mà ăn vẫn ngay luôn. Chị ở gần nha không? Thì chị ở gần mà. Em xách người đàn quan tặng chị. Không, không cần khỏi tặng. Sao vậy? Cho chị mua cái gì tặng nha không? Chị tặng cho con chị nghe lên đi. Ủa nó biết ăn hả chị? Biết. Ủa nó không biết Mỹ biết ăn hả? Biết cha gì đó nó hơn người khác nhiều lắm. Người khác biết ăn. Người khác sầu riêng là chạy mất dép. Trời ơi. Chị biết ăn không? Chị biết ăn không? Biết chị biết ăn không? Tên con mấy bà này đẹp dễ sợ ha. Đông nghi em cũng nhớ cái hồi mà em có bầu nó đó là em coi chị Như em ước mơ coi làm ca sĩ
đẻ ra nó không giống chị Như miếng nào trơn, nó rất hề, nó khỏe. Vậy tôi giống gì tốt chứ. Trời ơi, coi mà coi cái cuốn băng lai xô của chị mà bên chị Thủy làm đó. Được. Em nhai tới nhai luôn. Cái thùng rác. Từ cái ngày đầu có bầu đến ngày đẻ luôn. Rồi đẻ nó ra, mặt nó rất có ga, nó không hề có một cái nét gì mà bolero cho. Hai cái lông mày nó quỵu xuống. Ngon quá nha ơi. Ngon cho đó. Chị đặt ra, ngày mai chị đặt tặng 3 hoặc 4 chị cho bạn nữa. Không, 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 em không, không có giấy rửa tay. Thùng nó giá nhiêu đi? Một thùng 130 nhưng mà riêng chị em tặng chị. Trời ơi, 130 rẻ quá vậy. Em giàu lắm. Vậy là chị em lấy chị 1.300. Nói đi. Em lấy 1.300 được không? Ngàn ba không, 1.300 chị trừ hết mấy số không còn 13 đồng á. Được không? Rồi, chị Như nhận đi. Chị Như nhận đi, chị Nga cũng cho em. Rồi. Chị nhận đi, mang về không kìa. Mang còn mấy số mà. Em mua một thùng vú sữa rồi. Một thùng đúng rồi. Rồi. Chị cho chị thùng vú sữa với lại thùng sầu riêng nha. Mới vú rất tiền rồi. Trời sướng quá, cô chị đưa có gửi tiền em ngại lắm. Không thích như vậy. Nhưng mà nó chị đưa ngon, tốt. Mũi ngon lắm. Đưa nhớ. Khỏi khó gì. Quảng cáo mũi đi. Mà chị chưa, chị nói sầu riêng gì chị giống chị cái heo á. Em năn nỉ tặng không chịu. Mua ai là phải mua. Ăn chưa? Có ăn được, ăn mấy trái luôn rồi. Ghiền không? Ừ.
công nhận ngon. Ngon ha. Bây giờ đặt liền nhá. Không, chị ăn gì phí lắm chị. Thiệt. Cái này nó mỏng vỏ mà, cơm nó còn nhiều lắm. Chị ăn gì phí phạt lắm chị. Người giáo tiếp từ Việt Nam qua cực mà mắc lắm chị. Nhưng mà em vẫn bán rẻ hơn tất cả tại vì em bán giá sỉ đó chị. Đó rồi cô bán giá sỉ làm sao đó cô. Cô bán giá chẳng. Chú em ăn sao? Như ăn ngon lắm. Ngọt so sweet. Ngọt so sweet. So sweet. So sweet. Tại nó tiếng Anh đó. Thường á người ta sáng tác cái bài cải lương về cô gái đắng sầu riêng, bây giờ anh Minh làm cái bài mà cô gái đắng vú sữa thì đảm bảo rất liền. Để em rau xong nha. Nếu mà vú sữa. Ai mua dù em? Ai mua dù em kỳ quá. Dù em. Cái việc sầu riêng thì nó có mẹ chi sầu ra chị này không nha. Đó của chị đó. Anh sáng tác bài đó đi em mua lại. Chị đụng chị rồi. Sorry, sorry. Tôi tưởng ăn vú sữa thôi mà tự nhiên anh làm sorry, sorry. Cố từng tắt đèn. Để làm gì? Em cứ tưởng là anh Mạnh Quỳnh tự nhiên thích vú sữa nhà em cái tắt cái đèn. Làm ra mừng hổ là làm mừng muốn chết nhưng mà tỉnh ra thì đèn vừa mở là anh vẫn ăn cho nó chịu gì với mình hết. Giận dễ sợ. Cái trái mà anh Quỳnh bóp hơn cái bộ nó hồng nó đỏ hơn ha. Nó đỏ hơn cái trái xanh. Chị giờ này chị sống ở Việt Nam nhiều hơn nước Mỹ đúng không? Không, không phải là nhiều hơn. Em nói vậy cũng quan chị, nếu mình muốn dừng sao chị biết em nay em giới thiệu show để mát sầu riêng em á. Chị mới về chị mới thưởng thức. Trời ơi. Chị thì có những khoảnh khắc chị không ngủ được chị mới coi show em. Không có. Rồi anh ăn phải bào mòn vú anh ăn ăn chị mới đúng là vú anh. Nhai trộn nhẹ. Anh ăn nữa không? Mày gấp nữa. Để dành chút đi nha. Không, cái này em tự gọt cho em ăn á. Dạ. Mai Thiên Dân. Em tự thưởng em hả? Bé Dân, vô ăn không? Em xong này em ăn thì vô đây, vô đây. Đây, 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 vô đây. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Cho tôi vú. Đóng cửa lại. Cho nghĩ vú miếng vú coi. Đúng rồi, ruột tím. Giống như bưởi da xanh vậy ha. Ruột đỏ. Nè, mọi người ơi, hôm nay là cousin nhà của Phi Nhung đến đây. Mặc áo rất là hồng, đã biểu được cái giới tính anh ấy. Chị Vân Cô là đi vô khúc hình cho đẹp. Tôi đã tính quà mà không dính là tại vì cái mão hồng. Bây giờ rác ăn vú của bạn Nga nè. Đi tôi thử cho tôi làm sao. Vô luôn cho khung hình nó đẹp nè. Ăn đi cho biết cái vú của Phi Nhung. Đi cho biết cái vú của Nga là sao. Rất là săn chắc mà ngọt ngào đúng không? Ở ngoài nó xanh xanh mà trong nó hồng ha. Ở ngoài xanh xanh trong nó hồng chứ ở ngoài xanh xanh mà trong nó thâm là cái. Màu quá. Màu bạn bán bạn mang bạn mang nữa. Yeah. Ôi, tôi ăn mà tôi ngại luôn á. Sáng mở mắt ra gọt ba cái bưởi chứ bộ. Trời ơi ăn xong mà nhìn thùng bưởi căm thù luôn á. Mà bưởi gì mới ốm nè. Đúng rồi chị. Đúng không? Ăn bưởi nó đào thải dữ lắm nè. Mọi người nghĩ bao nhiêu tiền lời bán bao nhiêu bạn. Mỗi ngày nào tôi mở bưởi là tôi ăn là tôi tức trời. 40 đồng. Cứ hai trái là 40 đồng. Bưởi da xanh một cục thấy gì ăn khác. Sorry. Ok chị. Chúc nữa nha. Trời ơi, hàng cho Nga kìa. Chốt đơn liền. Chốt liền nha. Vô mua mấy thùng? 3 thùng 3 loại. 3 thùng 3 loại. Đem về đâu? Để nhà. Chị về cho con gái cho. Ôi, mua 3 thùng luôn. Đúng rồi. Chị Như mà, nay đại gia Việt Nam rồi. Dạ. Có em mấy trăm ngàn. Không. Mà Nga biết chị Như có tình yêu không? Biết. Đời tôi 20 năm tôi đi với Như Quỳnh rồi. Khi nào mà nó có tình yêu là bạn khác. Bà có tình yêu là bà đẹp hẳn lên à. Hay quá. Kiểu giống như là lần trước gì yêu sao cũng đẹp à. Không. Không, lần nào chị yêu cũng đẹp. Chị không yêu là chị tự nhiên chị không đẹp mà chị yêu nhiều đi. Phải anh mà cao thì anh tóc dài để chạy dài được không? Giống Win Win đó. Đẹp trai lắm. Ngang ngửa Bồ Lệ Quyên. Thôi được rồi em, nó quá đáng. Trời ơi. Thôi. Mắc cười. Cái gì mà em đã chết thèm rồi. Ơi. Bồ Lê Quyên là tài tử đàng hoàng, đang điều tra chị đó. Chị cũng mỏng á chị để điều tra coi sao á. Một lát nữa nói chung á, bồ của chị Như hiện tại á đẹp trai hơn anh Mạnh Quỳnh là cái chắc. Không, cái đó tôi biểu tình nè. Cái đó tôi biểu tình, anh Mạnh Quỳnh là phải đẹp trai. Phải không? Anh Mạnh Quỳnh là đẹp trai nhất phải không? Đóng cái cửa lại anh đi. Tại tôi nghe đồn là bồ chị Như hiện tại là
đâu, còn cái phòng này chút xíu vậy đó hả? Cái phòng to quá. Ta mua thêm bàn rồi nha. Hết show out rồi. Bàn rồi. Sorry nha, show out. Nhưng mà mua thêm 10 bàn nữa đó. Vegas là rồi. Sao kéo hết luôn. Cả nhà băng đe giỏi lắm. Siêu á. Họ vô nhìn khách cũng quảng luôn. Với 6 là anh mình ngồi đâu. Với lại tại vì mấy năm chị hát ở tại Cali em mới dễ chờ. Nó là tôi mua 4 cái vé VIP để đến coi như Quỳnh, mà tại sao cho tôi ngồi cái góc như cái cột, cuối cùng mình lật đật lên mới đổi lại đó chị. Em sorry. Hãy đổi chỗ. Nó thử sầu riêng chưa? Rồi, sầu riêng kìa, sầu riêng kìa. Trời ơi, tao nói cái gì? Ăn nữa không? Cái cắt cho lên. Không, chắc thôi qua đi. Chút xíu nữa đi ha. Ừ, ở nhà tôi còn cùng á. Tôi biết mà Lê cái giả bộ nó lấy cho người này người kia chứ thật ra Lê ăn không à. Ôi, liền cho người ta. Lê cứ em bữa nãy em bữa bác thấy cái nhiêu gì em quá xe đỏ em chở nha. Qua luôn kìa. Sửa lại cho nó được. Em khoe mới mua. Mới mua. Tesla phải không? Tesla phải không? Trời ơi, cũng đi hát 10 show mới mua được chiếc đó. 15 show. 20 show. Trời ơi, một sạc này á chị. Em dọn ai em quăng cái rồi. Đó. Băng cái đầu luôn. Lũng cái não luôn. Anh nhớ về sáng các cái bài mà cô gái bán vú sữa đi. Không biết luôn nha. Không, nếu mà có thể em viết thì chỉ là chuyện tình khoai vú sữa. Nhưng mà anh Quỳnh viết á, em nghĩ là anh cũng văn chương lắm. Ví dụ như là hãy diễn tả cho ta thèm đi. Vú em có sữa rồi. Thôi được rồi, Lê em hơi bị phi nghệ thuật. Em anh bị phi nghệ thuật quá. Ta đang nói chuyện rất là đàng hoàng. Không được, cái bài đó khó sáng tác lắm. Sầu riêng dễ sáng tác, cái vú sữa sáng tác thì dễ nhẹ dạ. Biết sao hai cái dấu lời âm rắc thì đó, không phải là âm bằng. Trời ơi, như mình sao chị ốm vậy? Ốm rồi, ốm. Ốm? Ốm dám đâu. Trời ơi, chị vừa phải thôi cho bớt yêu đi. Giờ yêu thì đẹp như con gái vậy đó. Không dám đâu, gái đầu ra, đây đèn gái nè. Không, em thấy là nghệ sĩ. Nhà cô này con gái này, nó có ai đó mới tặng hộp xoàn. Lấy xe đỏ đi. Trời ơi, hộp xoàn xóa vô nhà thì ăn xoàn đi. Ăn đi. Em đi xe đi đó phải không? Ý chị nhắc em là không đi xe đi. Hết Valentine rồi. Cái này quay. Tặng chị trái cây. Cái này quay. Đi xe nhớ. Của chị Dư hả? Sầu Duy Dư. Tới chị Dư chưa? Bé bị xong tới gì? Bé xong rồi tới mình chung. Cầu nữa tới Như Quỳnh. Ai qua? Ủa gì hả? Chị Nga nhập Việt Nam. Thôi nhưng mà cứ... Thì những cái hát ngôn tư đi, okay, mời gọi mình ra, đi ra rồi. Rồi chị Quỳnh chưa? Chị không, hai bài nữa tới chị Như. Hai bài nữa hả? Hai bài nữa tới chị Như rồi tới em Quỳnh. Tuyết kêu tới anh nghe đầu chị. Đâu, Như nó hát xong rồi, nó chạy mình đi lại. Tất cả mọi người đều kể chuyện về chị. Trời ơi. Nói chị giờ này chị hạnh phúc dữ lắm. Vô mà cười hoà là biết rồi đó. Ủa giờ này chị ngủ được chị Như? Trời ơi, tên không ngủ được sao mà yêu được. Hồi xưa là anh bắt ngủ. Hôm nay là kể chuyện vạch trần Như Quỳnh nha. Là sao? Một cái show đó là ở bên Louisiana. 3 giờ sáng. Bữa đó là cũng cho uống ly rượu đỏ rồi để cho bà dễ ngủ. Vậy mà 3 giờ sáng bà qua bà cốc cửa tôi mà tôi ngủ say như chết. Bà biết mà một lần mà Lê uống rượu vô là Lê ngủ không biết gì đó. Y chang nha. Cái tự nhiên nửa đêm cái không. Bà mở cửa ra. Em có viên thuốc Lê kêu cho chị. Chị vậy? Chị mất ngủ. Rồi không, cái này là quá khứ. Quá khứ rồi. Này quá khứ mà bây giờ em chúc mừng chị. Bây giờ chị Nhơ ngủ ngon rồi mọi người. Trời ơi. Không phải là ngủ ngon mà người ta biết là ngủ như eo. Có luôn hả? Giờ ngủ được không hả chị? Ngày ngủ đêm cái gì mà chị cảm thấy. Chị làm là chị cũng lăn ra vậy đó. Chúc mừng chị nha. Ngủ bù mấy chục năm trước. Ngủ bù. Từ ngày xưa mỗi lần cứ gặp chị Nhơ hỏi chị ngủ được không? Mà nói chị ngủ không được là mình buồn. Ngày xưa hai bà thì ngủ. Cái giấc ngủ quan trọng lắm. Bà Phi Nhung cũng mất ngủ nữa đúng không? Động. Ngày xưa chị Nhung cũng mất ngủ nữa. Hả? Ngày xưa Nhung cũng mất ngủ. Không, nghệ sĩ mình mất ngủ nhiều lắm. Nhung với Như là gặp nhau là tâm sự. Nghe mà mỗi lần nghe suy nghĩ đến cái nghề nghiệp với chuẩn bị diễn một cái chương trình gì lớn cũng suy nghĩ là cũng mất ngủ luôn. Ai mất ngủ sao không biết, cho tôi mà mất tiền là tôi mất ngủ.
có hẻ mất tiền là tôi mất ngủ. Đúng đúng. Vân hiểu mà đúng không? Vân là người bên cạnh lên. Ủa coi như là mất người yêu là không mất ngủ. Mà mất tiền là tôi mất ngủ. Mà mất bao nhiêu thì mới mất ngủ để em làm nha. Có biết bị mất tiền không? Không biết. Nghe nha. Mất tiền mất ngủ. Mà mất tiền mất ngủ thì ăn nhiều. Đó, cái nó mọc lên. Rồi ăn vô. Ủa kỳ vậy? Ờ. Mình đây hay nói là cái lúc ăn gì đâu. Dạ. Lúc nào cũng vậy luôn. Ờ, mất ngủ. Rồi ăn gì đâu. Rồi ăn sô-cô-la vậy đó. Nè, đi qua nhà chị nè. Nói là để live stream ăn sầu riêng. Mình chưa có kịp ra live stream. Trời ơi, đi ra một cái bàn đồ ăn có như ba cái đầy đồ đủ đồ năng lượng gì cho ăn sạch luôn tiền. Ăn mà không còn cái gì trên bàn. Trời ơi, lên ăn nhiều rác mà sao ăn sầu riêng được. Vậy mà rác phải live stream. Hãy đợi đấy. Bây giờ có mọi người đi nha, tôi hẹn nha. Ở đây là mới có tháng 2 đúng không? Tôi hẹn tháng 10 tôi giảm 20 bao. Ấy, hai cũng 20 ký, 20 bao. Mà nhiều nhiều nhiều. 20 bao là hết. Không cửa bạn mình là tôi ngưng bạn tình, vậy đẹp lắm rồi. Model, người đàn ông chuẩn mực nhất Việt Nam bây giờ là tôi thấy ông này á. Ăn sầu riêng mà có nửa muối mà. Dễ thương lắm. Chuẩn mực không bao giờ mà mê gái gì trơn á. Tôi thấy ông nào giờ là anh đi đâu là không có dụng nhìn ai á. Thiệt hả? Thiệt. Mới nãy nhìn tôi thì nhìn với anh các đồng nghiệp thôi trong cái gì đó. Mới nãy anh vô anh hỏi nha, nghe đồ vú sửa em con. Ông chuẩn lắm, nói gì thôi chứ chuẩn mực lắm. Tôi mê ông này, cái chuẩn mực của ông thương lắm. Ai mà gả cho ông này là an tâm. À, anh ơi, anh chuẩn mà có mực luôn đó. Anh chuẩn mà có mực luôn quý vị. Trời ơi, mực anh màu gì vậy? Màu xanh đó nha. Màu xanh đó. Bởi vì nó là một cái bài là mực tím, mực tím, mực tím, mực tơi. Vậy là anh cho một ngày nào đó còn em check cái mực tím của anh. Lâu rồi chưa coi màu. Lâu rồi không coi màu. Nghe nghe chết trọng tươi. Nghe chết trọng tươi. Khó lắm nha. Chị có nghe là kề trọng thấy không được nữa rồi. Chị tắt rồi. Thôi bây giờ mình đừng có nên đào sâu vào những cái đó nữa. Mà vì nó đào sâu nó đẻ ra ghê lắm. Đúng không? Anh là người khui không? Em là người khui, em cũng là người đóng mở mạng, người đóng đó, đó như mà làm đóng gì đó cho mình chị Như chị ta hát mình yên. Ông nói cũng là chúc mừng Diệp thì chị đẹp. Ừ. Wow. À, mà cái live show chị làm sân khấu đẹp quá. Mà hát tuyệt vời nha. Hát tuyệt vời nha. Nè, nè, mà hát tuyệt vời. Chị biết mình mệt, mất ngủ mình hát mệt lắm. Có yêu chú chị rồi đó. Đó, chúc chị sẵn rồi. Tới chị nó còn mày nữa, tới chị lắm. Đó. Khán giả đang chờ chị so. Ai? Ai màu? Em mình ăn. Em bữa nay khán giả của Lê hỏi chị nó là tại sao mua vé VIP để coi chị Như mà ngồi cái cột lên là sập lộn. Ai ai xếp lộn phải không? Thấy thương không? Xếp lộn phải không? Nói chung lại là thấy rõ lắm, ra ngoài thấy mà. Mai muốn đứng thì cô sẽ thấy rõ hết. Thứ 6 là bán show ao á chị. Coi show. Mình lấy một lương gấp rưỡi nha. À, đúng rồi đó. Ông chị đã nói rồi. Nó tự nhiên bình thường bây giờ tự nhiên cảm thấy nó đập. Nó đang nghe cảm thấy như đang không có thiếu ngủ rồi. Cảm thấy như đang bị tù quyết á. Cái này giống chị Hồng Vân á. Nghe tới tiền á tù quyết. Tù máu, tù máu quá. Rồi ăn 4 5 ngày liên tục mà giờ vẫn ăn tiếp. Những âm thầm ngồi ăn ha. Đó. Mọi người ơi, Mai Thiên Dân bị nghiện sầu riêng nha. Ta nói mấy bữa nay đến nhà Nga ăn ngập tràn, qua cầm hộp về hôm nay vẫn ăn đi. Em ăn rồi em có bị nhiệt chưa? Quá nhiệt luôn không? Không con. Sao có biết ăn không? Ăn đi. Ăn đi con. Cô mang lên cho mọi người ăn mà. Hồi chiều á tính không có mang, nghĩ cho vô đây. Tự nhiên cái sực nhớ nó rồi cũng nên làm đi. Biết đâu ai thích ăn. Vừa vô chị Như hỏi liền em có mang sầu riêng không. Ủa, chị Như nói bữa giờ chỉ coi live stream mà chỉ thèm quá đi. Đây Mai Thiên Dân đã ủng hộ sầu riêng với Nga và vẫn còn ăn tiếp với mọi người. Mẹ chị vô trong phòng ăn sầu riêng với tụi em. Sầu
trong ăn trái cây, vú sữa với sầu riêng ở trong phòng á. Đây em đã rước được một cô gái cũng mê sầu riêng. Ủa hai hai chị, chúng ta lại gặp nhau rồi chị. Đây vú sữa hả? Vú vú em, vú em ăn vú bổ vú. Thôi tưởng tưởng cái gì cho em về gì. Không, em về để em gửi cho chị. Dạ. Đây nè, vú em. Em lấy vú em cho chị ăn. Vẫn nhỏ hơn vú chị. Có duyên dễ sợ. Vô cái là có duyên liền luôn mọi người. Đây chị ơi, chị hát chị còn tăng nữa đó nha. Trời ơi mẹ, hát có 4 bài à, hết bài rồi. Nó là người bên đạo Công giáo gì hết. Nhưng mà được cái nha, lâu lâu là chị có gửi tiền cho nghe cho nó nghe ơi. Chị muốn giúp cho cái chùa này, chị giúp cho cái chùa kia 100 đô là nhờ nghe chuyển tiền giùm. Rất là hay. Thank you chị rất là nhiều. Lâu quá không gặp chị Karun Kim mọi người. Sao nghe ngon quá mọi người. Dạ không. Tháng 2 này ok. Chị mà đắt cái gì. Sao em thấy chị trẻ không. Vui vui gì thôi. Đây chị. Vú ăn vú bổ vú kiện. Cái gì? Ủa, cái trong nó hồng vậy đó hả? Đúng rồi chị, hồng nào vậy đó. Cái này bên Việt Nam này hả? Bên Việt Nam luôn, Việt Nam nhập qua. Anh Mạnh Quỳnh, em đặt anh bài hát đó nha. Anh lấy em mấy ngàn đô cũng trả. Tại bài hát mà cô gái đám chú sữa rất là khó sáng tác. Trả anh luôn. Mà hát được cũng lạ lắm anh. Vô tình mình quảng cáo cho bà con Việt Nam về sản nữa. Trong chị về tiếng Việt nữa là đẹp luôn hả? Hai bài nữa tới anh đó. Nó hát có ba hàng. Ba bài tới anh đó. Anh xong ca thì anh cũng chỉ hát có ba bài đơn thôi nha. Ủa hết giờ ông được con vừa nhiều lắm. Anh hát mà nên anh hát gì chưa? Có hát như xong rồi hát bài bài bài. Thay vì 4 mà hát một bài thì bây giờ hát xong ca thì cắt lại bài. Đó cứ gồm ra may ăn được không? Không hát bài mấy đi. Con vừa nhiều lắm không có ca sĩ nào đó. Hết rồi. Con đóng cửa lại cho cô con. Lúc đầu tưởng là hồi xưa là ngoài Bắc
ngoài Bắc người ta lại ít thích ăn sầu riêng. Không, lần đầu tiên mình ăn đó. Nhưng mà bây giờ ngoài Bắc người ta cũng ăn nhiều rồi. Giờ bắt đầu người Bắc người ta cũng ăn sầu riêng nhiều lắm. Còn nghe nói là ăn cái này là ăn được viền phải không? Viền. Ăn bắt đít là viền đúng không? Nghiện luôn đấy. Nghiện luôn đấy. Tôi không nhận lần đầu tiên ăn mà cảm thấy rất là ok nha. Cái này là bên Nga bán luôn hả? Ừ, Nga bán luôn mà. Bây giờ đổi nghề rồi, là hàng cô gái bán sầu riêng rồi. Có vú sữa nữa nha, có vú Nga cũng ngon lắm. Cái ngọt nó vừa vừa ha, nó không có ngọt nhiều. Ngọt nhẹ nhẹ ha, cái này ngọt trứng cây luôn hả? Anh Hùng vô làm chương trình hậu trường, cuối cùng thành làm MC luôn phải không? Quay hậu trường. Quay hậu trường, trong cái order của một người khác giờ là MC luôn. Xong làm MC luôn. Ủa lần đầu tiên Hùng ăn thiệt á Hùng? Thiệt. Trời ơi, sao giống như người mà trên trời. Hôm nay là Phá Trinh đó, hôm nay là Thúy Nga Phá Trinh đưa Việt Hùng chung sầu riêng nè. Cuộc đời xưa chậm chưa sầu riêng. Mỗi lần gửi của sầu riêng ngày xưa đó, ngoài Bắc mỗi lần nó cứ gửi của sầu riêng là cảm giác nó cứ kiểu tuân thủ sao. Giờ bây giờ ăn thì thấy là rất là dễ ăn á. Ngon lắm luôn á. Trời ơi, lần đầu tiên 4 mấy năm trong đời giờ ăn sầu riêng rồi mọi người. Thì đó, bởi vì mà hay là ăn được cái miếng sầu riêng này ngon nha. Thôi em ăn miếng rồi, ngon quá. Lại sầu riêng này của em. Ăn đi. Chút xíu nữa vô Minh Tuyết thế nào cũng hỏi bà nghe bà có sầu riêng không chắc luôn nè. Minh Tuyết bà nghiền lắm. Ủa, ngon thiệt, ngon thiệt. Ăn đi Hùng, rồi xong nha lấy vú sữa cho Hùng ăn. Nè, có vú sữa nè. Bà bóp đi cho nó mềm đi bà qua. Thôi để Hùng bóp. Hùng không có quen vú sữa lắm đâu. Ô, ăn cái này là phải bóp hả? Bóp cho nó mềm, nó có sữa. Phải bóp mềm. Ủa đừng nói tôi chưa ăn vú sữa lần nào nha. Ăn rồi nhưng mà không bao giờ biết là ăn là phải bóp. Phải bóp. Bóp nó mềm thì nó sữa nó mới chảy ra. Nó ngộ lắm, nó thiên nhiên, nó y chang cái người con người mình luôn vậy đó. Mình phải bóp thì sữa nó mới ra. Bóp hả? Hùng không có quen. Cả đời có bao giờ bóp vú sữa bao giờ? Thì đó, bởi vì bà thử thách đó. Hôm nay là lần đầu tiên con làm cái điều đầu tiên đây nè, lần đầu tiên ăn sầu riêng. Lần đầu tiên bóp vú sữa. Bóp xong rồi bẻ đâu ra sữa nó chảy ra. Không, dùng dao cắt đi, đừng có bẻ ra. Bóp xong nó chắc phải cắt để cho nó đẹp. Cắt ra, cắt ngang ra. Cái này là nguồn từ cái đó, từ Việt Nam. Của Việt Nam ship qua luôn. Việt Nam. Hàng xuất khẩu rất là ngon nè. Dao đó chị cắt đi, chị cắt ngang đi. Lau đi được không? Tay đâu được. Ngay tay cầm khăn này vô để cho mọi người lau mà. Rồi nè, lấy cái muỗng này nè. Lấy cái muỗng này sạch nè, muỗng này chưa ai ăn nè. Không sao đâu, muỗng không vấn đề gì đâu. Đó, chị cắt ngang ra. U là trời, lần đầu tiên ăn sầu riêng mà. Cắt ngang nha, cắt ngang. Đúng rồi, cắt ngang nhưng mà đừng có cắt băng qua nha. Chị cắt xoay cho em, đúng rồi. Vậy đúng không? Ủa, đúng sữa rồi. Nó chảy ra kìa. Sữa nó chảy ra kìa. Thì đó, bóp là sữa nó tự động nó chảy ra vậy đó. Cái này cũng lên. Cái này cũng lên. Trời ơi, lần đầu tiên ta ăn sầu riêng. Tại sao? Bớt tham nha, bò luôn. Chưa bao giờ ăn sầu riêng luôn. Từ trước bây giờ ở tôi nghĩ cái mùi nó kỳ khó ăn. Vừa đi ăn miếng trời ơi, ăn được luôn. Và đi trong đời. Ê, bắt đầu ngày mai nhắn tin bà nghe có sầu riêng không tôi qua lấy. Sầu riêng. Ghiền là yên hụt, tôi sẽ giống ăn. Chưa bao giờ thiệt. Sợ cái gì vậy? Từ trước giờ tôi nghĩ cái mùi nó khó ăn đó. Trời ơi, thiếu sót. Đi ăn qua cái củ sữa này. Rồi, vậy là chị Nga nữa. Sầu riêng của chị Nga nữa. Phá kỷ lục. Không. Có nhiều người không biết ăn sầu riêng, chị khai thác ăn được. Leon Vũ cũng biết ăn đó. Chị tập riết ăn luôn. Hôm nay Lưu Việt Hùng bị mất trinh sầu riêng. Giờ tới Lưu Việt Hùng nè. Bị mất trinh sầu riêng rồi. Chế Phong cũng không biết ăn luôn. Cũng bị dụ. Mà sầu riêng này nó đổ mà làm. Đầu là nó sợ. Mấy ông hầu như là không thích cái ông thử thật ra. Thử cái mùi nó không thích là không thử. Ai ngờ ăn là dễ ăn như vậy đó. Trời ơi, tôi không biết đâu. Ê, cái bộ đồ của Lưu Việt Hùng với lại của Mai Thiên Dân là ra hát bà song ca là vô khúc á. Đúng luôn á. Ừ. Xíu thì em mới xung quanh em dọc. Vừa rồi không? Bên đó đây hả? Ủa, ăn nó rất là mát nha, mà cái ngọt nó thanh thanh nhẹ nhẹ. Bây giờ thì ra càng ngày sau này á, không biết càng như nào, mình rất sợ như đồ mà quá ngọt. Không, cái mấy này nó thanh tao lắm Hùng. Cái đó,
tức là thích những cái mà nó ngọt nhẹ nhẹ này nè, tức là ngọt mà nó mát mát. Việt Nam thì sao em biết nó ngọt, sầu riêng ngọt gắt không? Nó nhúng cái gì ở ngang? Hóa chất hả? Hóa chất, ví dụ như là sầu riêng non nó cũng hái luôn. Xong cái nó có một cái thau nước nó bỏ hóa chất á, nó nhúng vậy này nè, cái lấy căng nó ủ lại qua ngày mai á là bán. Đấy là mấy cái đồ trôi nổi. Nó ngâm hóa chất đó, trời ơi mấy cái đó trôi nổi bên ngoài á. Nguy hiểm lắm. Cho nên là sầu riêng non họ vẫn hái nha. Chị biết qua đây mà ra Việt Nam không biết. Nên tại sao mà có nhiều người á họ ăn cái sầu riêng mà nhập khẩu qua Mỹ xong á, họ về Việt Nam họ ăn xong họ quanh là họ nói là họ vẫn thích ăn ở bên này luôn á. Bởi vì là đâu phải đơn giản mà nhập được qua Mỹ chứ, nhất tất cả những đồ nào mà nhập được vào Mỹ là cả một vấn đề. Đúng là rồi. Quality nó phải good, nó phải đảm bảo. Giống như ngày xưa á, Nga mới qua Mỹ á, Nga rất nôn về Việt Nam ăn phở, ăn bún nha. Bây giờ ở đây lâu á lại thích ăn bên này. Nhất là phở lại thích ăn bên Mỹ chứ không thích ăn Việt Nam, trừ phở Hà Nội thôi. Trừ là ăn phở Hà Nội. Thực ra bây giờ qua bên này ăn phở rồi, về Việt Nam ăn phở thì hơi nhạt nhạt sao? Tức là mình có lẽ mình ăn biết rồi, quen cái vị á. Hồi mới là mình quen, là mình không quen. Đúng rồi, hồi mới qua không quen, bây giờ bắt đầu mình quen á, bắt đầu mình thấy phở này lại rất là ngon. Ngon đó. Dạ thôi, chúng ta làm như Quỳnh hát có 3 bài, 4 bài. Chị Như xong rồi đó, cái này là chị Như xong rồi đó. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ.